Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quách Stock. Thì trong video ngày hôm nay sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên ngày 18 tháng 7 và qua đó chúng ta cũng sẽ cập nhật thêm một số cơ hội đầu tư để mà anh chị có thể là đầu tư hoặc là tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường trong ngày sắp tới. Thì có thể nói tính đến thời điểm hiện tại thì thị trường chúng ta đã tăng được phiên thứ 8 liên tiếp rồi đúng không ạ? Và với những phiên tăng điểm nhỏ lẻ đâu đó khoảng từ 1 tới 2 điểm thôi và thị trường vẫn đang duy trì cái đà chạy nước rút ở thời điểm hiện tại. Và cái đà tăng vẫn đang được tiếp diễn và cái vùng kháng cự mà chỉ số đang đối mặt phải đó là quanh 1180 điểm hoặc cao lắm ở phía trên nữa thì chúng ta thấy nó sẽ có một cái vùng gáp. Thì với cái vùng gáp này nó được tạo ra ở trong giai đoạn trước đây khi mà thị trường nó có cái đà rơi và trùng hợp với đó trước đó trong cái quá trình nhịp hồi của chỉ số á, thì lúc mà nó tăng lên thì nó cũng có một cái vùng gáp này, tức là cái vùng gáp này vẫn chưa được lấp lại đấy. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy là nếu mà trong trường hợp cái đà tăng vẫn tiếp diễn hoặc là cái đà hưng phấn của các cổ phiếu trên thị trường như các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng hoặc là các cổ phiếu thuộc nhóm rượu á, nó vẫn kéo chỉ số á, thì cái đà tăng nó hoàn toàn có thể hướng lên lại thì nó lấp lại cái vùng gáp này trong những giai đoạn tiếp theo, tức là quanh mốc 1200 điểm ha. Đó thì đó là về mặt chỉ số đó. Và nếu mà chúng ta cứ nhìn về mặt chỉ số trong thời điểm hiện tại á, thì chắc chắn là chúng sẽ không đầu tư hiệu quả ở thời điểm này. Đó, riêng về các cái nhóm ngành thì Thành cũng đã cập nhật cho các anh chị đầy đủ trong những video trước đây rồi. Và nếu mà anh chị nào theo dõi kỹ cái kênh của Thành thì chắc chắn anh chị cũng sẽ thấy là những cái nhóm ngành hoặc là thị trường ở trong giai đoạn vừa qua Thành cũng có chia sẻ rất là rõ luôn. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn về chỉ số để chúng ta đầu tư, tức là chỉ số lên thì chúng ta vẫn kỳ vọng cổ phiếu của mình lên theo chỉ số, thì chắc chắn ở thời điểm hiện tại anh chị sẽ đầu tư không hiệu quả, hoặc là ít nhất từ 1 cho tới 2 tuần trở lại đây anh chị đầu tư không hiệu quả so với cái đà tăng của thị trường. Đó, bởi vì sao? Bởi vì cái dòng tiền nó không còn mạnh như trước nữa, nó không còn lan tỏa đều đối với các cổ phiếu ở trong giai đoạn trước đây nữa. Điển hình ở thời điểm hiện tại mình sẽ bật đối với cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì đối với nhóm cổ phiếu bất động sản này, chúng ta ngày hôm nay chúng ta thấy là có hai cái cổ phiếu tăng mạnh nhất cái dòng này, đó là KDH và đó là gì ạ? HDC. À, đó là Nam Long và đó là HDC. Thì đây là hai cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm ngành bất động sản trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta không đánh giá và không nhận diện được đối với các cổ phiếu này từ sớm thì có lẽ nếu mà chúng ta cứ nghĩ là mua các cổ phiếu còn lại đi thì kiểu gì nó cũng sẽ tăng theo cái nhóm ngành chung mà thôi. Đó thì nếu mà chúng ta cứ kỳ vọng một cái quan điểm như vậy thì sẽ rất là khó để mình chỉ kiếm lợi nhuận được cho với các cổ phiếu còn lại trên toàn thị trường. Đó thì đây điều này nó cũng đang diễn ra ở tất cả các nhóm ngành còn lại trên thị trường, và đặc biệt ngày hôm nay dòng tiền nó lại tập trung rất là nhiều vào cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên thì cái chỉ số nó lại không tăng mà nó chỉ tăng vỏn vẹn đâu đó khoảng 1 điểm mà thôi. Vậy cái nguyên nhân nó đến từ đâu? Thì một phần nó đến từ cái đà giảm của các cái cổ phiếu trụ trong phiên giao dịch ngày hôm nay, như là PRG, như là BNG hoặc các cổ phiếu khác. Thì các cổ phiếu này vô tình nó lại tạo áp lực giảm điểm cái chỉ số, thì nó sẽ tạo ra một cái thế cân bằng cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Đó. Thì từ đây chúng ta sẽ thấy là cái chỉ số đang được điều tiết và đang được cố giữ cho nó cân bằng tại một cái mức giá nào đó để có thể là dòng tiền nó luân chuyển hết đầy đủ tất cả các nhóm ngành, tất cả các cổ phiếu trên toàn thị trường. Thì đây cũng là trong cái giai đoạn chạy nước rút của chỉ số ở thời điểm hiện tại, nên là khi nào có đầu tư thì mình cũng nên lưu ý và mình cũng nên cẩn trọng cho những tín hiệu này. Bởi vì khi mà chúng ta đã quá say máu và chúng ta hăng máu quá với thị trường á, thì dẫn tới việc là mình sẽ canh mua cổ phiếu rất là nhiều đúng không ạ? Và kể cả khi nó vừa giảm, nó vừa điều chỉnh một tí thôi là ngay lập tức mình quay trở lại mua rồi. Đó, thì đối với những cái tình trạng như vậy, nếu mà trong trường hợp thị trường nó rơi, nó điều chỉnh ngay một phiên, có thể là lắp lại hết đà tăng của những phiên trước đó luôn. Nó điển hình thì chỉ có theo dõi cái phiên giảm trước đó nè. Đó, anh chị thấy trước đó nó tăng liên tục 5 phiên đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần một phiên giảm, một phiên rơi thì thôi là nó lắp lại hết đà tăng của năm phiên trước đó, mà chỉ số càng lên cao thì cái đà giảm nó sẽ càng mạnh. Đó nên là anh chị là có đầu tư thì cũng có thể là lưu ý thêm với Thành trong giai đoạn tới ha. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ cho anh chị các cổ phiếu mà chị có thể là theo dõi để mình đầu tư được trong giai đoạn tới, và nó vẫn sẽ đem lại cho anh chị một mức lợi nhuận từ 10 cho tới 15% cho cái việc lướt sóng, còn nếu mà cầm dài hơn thì có thể là 20-30% trong giai đoạn tiếp theo. Rồi thì mình nói một tí về cái nhóm ngành bất động sản trong các phiên giao dịch ngày hôm nay đi. Thì hôm nay sở dĩ mà cái nhóm ngành bất động sản chỉ có một vài cổ phiếu tăng thì bởi vì các cổ phiếu này nó cũng có những cái câu chuyện riêng của nó. Đó, chúng ta thấy là ở thời điểm hiện tại sẽ có những cái tin tức công bố về việc phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Nam Bộ. Đấy, chị lưu ý ha. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà Thành cũng có chia sẻ với anh chị từ trước đó rồi. Tức là cái vị trí địa lý ở thời điểm hiện tại và cái khu vực mà được đầu tư và được ủng hộ nhiều nhất đó, đó chính là cái khu vực Đông Nam Bộ.
Vậy nên là các cái dự án nào đó mà nó liên quan tới khu vực Nam Nam Bộ hoặc là dự án đầu tư công liên quan tới Đông Nam Bộ thì nó sẽ được ưu tiên triển khai trước. À, chị lưu ý điển hình như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết trong giai đoạn vừa qua đó. Vậy nên là các cái dự án bất động sản mà liên quan tới dự án cao tốc ở Đông Nam Bộ thì nó cũng sẽ được gì ạ, được ủng hộ và được tác động tích cực đấy. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đối với các ngành bất động sản thì trước đó Thành cũng có phân tích cho chị rồi đúng không, quan trọng nhất vẫn là cái yếu tố đầu ra nha. Cho dù có rất là nhiều thông tin ủng hộ những yếu tố kích thích về cái dự án đầu tư công nhưng mà doanh nghiệp đó nó không bán được hàng hoặc là tính chất thanh khoản trên thị trường đang đóng băng thì sẽ rất khó để mà doanh nghiệp có thể là tăng trưởng doanh thu một cách đột biến là đột phá được. Thì chẳng qua những tin tức như thế này nó mang tính chất tác động về tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại, và chúng ta thấy là những cái tin nào nó tác động thẳng vào cổ phiếu đó, thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng rất là nhanh. Và điển hình các cổ phiếu ở mà các cái doanh nghiệp bất động sản mà có khu vực ở miền dự án mà tập trung ở miền Đông Nam hoặc là miền Nam khá là nhiều á, thì phải kể đến là Nam Long rồi đúng không ạ, và tiếp đó là HDC đúng không, thì ở khu vực Đông Nam Bộ rất là lớn, và đặc biệt là có thêm cái dự án vành đai ba về đầu tư công nữa đó, vẫn đang được triển khai rất là tốt ở thời điểm này. Nên là các cái cổ phiếu đó nó vẫn đang được đánh mạnh, nó vẫn đang được đẩy mạnh. Và cái một cái chú ý nữa đó là cái tin đồn về là dự án đấu thầu đúng không ạ, dự án đấu thầu sân bay Long Thành, thì cái đó hôm qua là có chia sẻ cho anh chị rất là kỹ trong cái nhóm cổ phiếu đầu tư công rồi. Thì từ cái nhóm cổ phiếu đầu tư công đó đó thì nó sẽ tác động về mặt tâm lý cho những cái nhóm ngành có liên quan. Ở bây giờ đầu tư công cao tốc có rồi thì đất cái khu đó sẽ tăng lên đúng không ạ, thì người ta vẫn sẽ kỳ vọng là giá đất của các cái dự án của doanh nghiệp tại những khu vực đó sẽ tăng lên nhiều hơn đó. Thì đó chính là những cái kỳ vọng của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại, và từ đó dẫn tới cái đà tăng của cổ phiếu trong những phiên giao dịch vừa qua. À, anh chị nào có đầu tư thì chúng ta lưu ý. Còn xét về mặt lâu dài thì cần phải đòi hỏi là doanh nghiệp phải giải quyết bài toán thanh khoản ở thời điểm hiện tại, bởi vì phần lớn các doanh nghiệp ở thời điểm này là không bán được hàng. À, các dự án bất động sản là gần như là không bán được hàng. Anh chị nào có đầu tư thì chúng ta cũng đã biết cái điều đó rồi đúng không? À, Thành có cập nhật rất là kỹ trong cái video về cổ phiếu bất động sản rồi để mọi người có thể là theo dõi và hình dung trong giai đoạn sắp tới. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua review lại từng nhóm ngành, xem trong những cái nhóm ngành này nè chúng ta có thể là chọn lọc ra được và đầu tư được cổ phiếu nào trong từng cái nhóm ngành như thế này hay không. Bởi vì ở thời điểm hiện tại để mà đầu tư chọn một cái ngành mà nó tích cực nó tốt để mà mình mua đại một cái cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành để mà mình đầu tư thì chắc chắn anh chị sẽ đầu tư không hiệu quả đó. Thì qua nhóm ngành bất động sản thì anh chị cũng thấy rồi đúng không? Rồi thì trước tiên chúng ta bước vào cái nhóm ngành bán lẻ. Thì đối với nhóm ngành bán lẻ đây là một cái nhóm ngành mà Thành vẫn kỳ vọng là nó sẽ còn dư địa tăng trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên thì cái điểm mua ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa đẹp. Chúng ta vẫn đang kỳ vọng là những cái nhịp giao cắt xuống ha, những cái nhịp giao cắt xuống nó từ MACD, và khi mà MACD mà nó có tín hiệu giao cắt xuống rồi thì cái xác suất anh chị mua vào sẽ an toàn hơn so với cái tín hiệu nó chưa giao cắt xuống ở thời điểm này đó. An toàn ở chỗ là anh chị mua được cái giá vốn nó tốt hơn là cái thứ nhất, cái thứ hai là chị đỡ phải nắm dài hơi hơn, đỡ phải nắm lâu hơn, tức là mình mua vào mình ăn ngay luôn đó. Vậy đó là những cái tín hiệu, những cái động thái ở thời điểm hiện tại của nhóm ngành bán lẻ. Chúng ta sẽ có DG đất FRT đều đang trong tình trạng như vậy, chúng ta chờ một cái nhịp cắt xuống của cổ phiếu đúng không ạ. MWG cũng đang tương tự như thế, chúng ta đều chờ một tín hiệu cắt xuống của cổ phiếu. Còn BNG thì nó vẫn đang lên rất là mạnh, nên là cái dư địa, cái đà tăng của nó vẫn còn ở trong những ngày sắp tới. Nên là khi nào có đầu tư thì mình cũng có thể là lưu ý thêm những cái nhịp điều chỉnh thì mình có thể là tận dụng để mình quay trở lại đầu tư tiếp đối với cổ phiếu BNG này. Chẳng hạn như những cái nhịp điều chỉnh của MACD ở khung 1H này nó cắt xuống rồi, xong sau đó chúng ta tận dụng những cái nhịp cắt lên lại của MACD ở khung 1H thì đó là cái thời điểm rất là phù hợp để mà anh chị chọn lựa và anh chị đầu tư trong những ngày tiếp theo. Thì nhìn chung nhóm ngành bán lẻ thì là đặc biệt lưu ý các cổ phiếu này thôi, còn về Hasako hoặc là về BED thì các cổ phiếu này nó vẫn đang trong cái đà giảm và nó cần phải chờ một tín hiệu xác nhận cắt xuống MACD trong giai đoạn sắp tới. Nên là chị nào có đầu tư thì cũng có thể là cân nhắc và lưu ý thêm cho giai đoạn tới ha. Đấy, thì đấy là một số chia sẻ của Thành để mà chị có thể là đầu tư về nhóm ngành bán lẻ. Rồi thì đối với cái nhóm ngành ngân hàng, nếu mà chị đã theo dõi cái video ngày hôm qua thì hôm qua mình đã chia sẻ cho anh chị rất là kỹ đối với hai cổ phiếu ngân hàng, đó là TPBank và VPBank đúng không ạ. Thì với hai cái cổ phiếu ngân hàng này hôm nay nó tăng rất là tốt. À, chúng ta thấy là công ty bank này hôm nay tăng rất là tốt đúng không, đóng cửa cao nhất phiên và thanh khoản vượt trội hơn rất là nhiều so với những phiên giao dịch trước đây. Đấy, khi mà chị xác nhận được cái điểm mua ổn rồi á thì rất là dễ để mà anh chị đầu tư và anh chị kiếm lợi trên thị trường ở tại những cái thời điểm như thế này đúng không ạ. Đó, và tiếp theo là cổ phiếu VPBank. Đó, VPBank hôm nay cũng tăng rất là tốt đúng không, có những lúc mà nó vượt 21 luôn, và cái đà tăng nó cũng sẽ đang được tiếp diễn trong giai đoạn sắp tới. Đấy, nên là anh chị đang nắm giữ các cổ phiếu này rất là yên tâm.
Vậy giờ đối với nhóm ngành ngân hàng thì liệu còn cổ phiếu nào để mà chúng ta có thể là mua hoặc là chúng ta đầu tư ngắn hạn trong giai đoạn sắp tới nữa hay không? Thì ở đây Thành giới thiệu cho chị một cổ phiếu, đó là về cổ phiếu MSB. Thì cổ phiếu này cái dư địa tăng Thành nghĩ nó vẫn có, bởi vì giai đoạn rồi nó chưa có tăng nhiều. Và thêm vào đó thì cái MACD ở khung ngày nó đang muốn cắt lên rồi, khung 1H thì nó đã cắt lên trước đó rồi, thì nó đang dần có sự đồng thuận rồi. Vậy nên anh chị nào có mua và có đầu tư thì chúng ta mua trước một phần ở thời điểm hiện tại đi, khi nào giá nó vượt luôn cái cản chéo ở khung ngày này nè, đó vượt luôn cái cản chéo ở khung ngày này thì chúng ta sẽ mua gia tăng thêm ở dòng phía sau. Đó, chị nào có đầu tư vào MSP thì cũng có thể là lưu ý thêm trong ngày tới. Tiếp theo là cái cổ phiếu Techcom, thì cái cổ phiếu này nhìn chung thì nó sẽ hơi chậm hơn so với phần còn lại trong cùng cái nhóm ngành giai đoạn vừa rồi, thì chị thấy là chị cũng sẽ biết rồi đúng không ạ? Đó thì mới Techcom ở thời điểm hiện tại thì nó đã muốn có tín hiệu là nó giảm lên ở khung ngày rồi, và khung một phát nó vẫn đang hướng lên khá là mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay, khi mà giờ MACD nó đang mở rộng và nó đang muốn tăng lên tiếp trong giai đoạn tiếp theo. Đấy, nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý lại cổ phiếu Techcombank trong nhịp phiên giao dịch ngày mai, trong những nhịp điều chỉnh của nó thì chị có thể tranh chị mua được. Và cái phiên này gần như là một phiên xác nhận cổ phiếu khi mà cổ phiếu bứt phá được cản chéo này để mà duy trì cái đà tăng trong giai đoạn sắp tới. Đương nhiên đây là các cổ phiếu mà Thành ưu tiên đầu tư trong ngắn hạn, và đối với ngân hàng thì biên lợi nhuận trong ngắn hạn cao lắm, là 7%. Nên là chỉ là có đầu tư thì có thể là lưu ý và theo dõi thêm. Còn đối với các ngành bảo hiểm á, thì là đặc biệt lưu ý cho cổ phiếu BVH hơn. Ở thời điểm hiện tại thì BVH thì nó vẫn chưa có một cái điểm mua quá đẹp, nên là chỉ là có hàng hoặc là có đang nắm giữ được cổ phiếu này ở những vùng giá bên dưới thì chúng ta vẫn yên tâm nắm giữ. Còn ở thời điểm hiện tại nếu mà để mua mới thì cần phải chờ có một cái nhịp điều chỉnh, hoặc là ít nhất chờ MACD ở khung giờ mà nó cắt lên á, thì lúc đó anh chị đầu tư thì nó sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo. Nên là anh chị nào có đầu tư vào những ngành bảo hiểm thì cũng có thể lưu ý, và đây là một trong những cổ phiếu mà Thành đánh giá nó sẽ là cổ phiếu phòng thủ nếu mà trong giai đoạn tới thị trường có những nhịp rung lắc hoặc là những nhịp điều chỉnh nhất định, thì đây chính là những cổ phiếu mà giúp bảo vệ tiền, bảo vệ vốn cho anh chị trong những giai đoạn tiếp theo. Còn về nhóm ngành bất động sản thì gần như là Thành vẫn sẽ ưu tiên anh chị nào mua được nhịp trước. Nhịp trước là có khuyến nghị cho anh chị rồi đúng không? Đấy, anh chị nào mà mua được nhịp trước thì nhịp này thì có thể là canh chốt lời vừa, tầm này là bắt đầu chốt lời dần là vừa rồi. Đó, chị nào có đầu tư thì lưu ý. Rồi, theo cái nhóm ngành cảng biển á, thì nhìn chung nó sẽ khá là giống nhóm ngành bán lẻ, bắt buộc và MACD nó phải cắt xuống thì lúc đó anh chị mới vào lệnh được, thì lúc đó cái vị thế thì mới đẹp mới tốt được. Còn MACD nó vẫn đang hướng lên như thế này thì chỉ phù hợp cho ai có hàng thì mình nắm giữ thôi ở thời điểm hiện tại ha. Đó là chị nào có đầu tư vào những ngành cảng biển thì cũng lưu ý. Còn HAH nè, MACD nó đang có dấu hiệu cắt xuống trước nè, thì nhiều khả năng là cái con này nó sẽ hồi lên trước đó, nên là chị nào có đầu tư thì cũng có thể là lưu ý canh những cái nhịp cắt xuống MACD ở khung 1H, và chúng ta quay sang ở gì ạ, ở bên khung 1H chúng ta xem nó tín hiệu gì cắt lên ở đây nữa đó, nó có sự đồng thuận, tức là gì ạ, thằng này bắt đầu cắt xuống là bắt đầu cho nhịp điều chỉnh đúng không ạ? Đó, ở bên này bắt đầu cắt lên là báo hiệu cho tín hiệu đi lên dần trở lại trong giai đoạn tới, thì anh chị tham khảo để anh chị đầu tư vào cổ phiếu HAH trong giai đoạn sắp tới nó vẫn rất là ok. Nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là theo dõi và lưu ý thêm trong ngày tới ha. Rồi thì đó là về những ngành cảng biển. Rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ thấy đó là những ngành cao su. Thì với cao su ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là có con DRC thành đặc biệt lưu ý cho anh chị trong những phiên giao dịch vừa qua đúng không ạ? Tuy nhiên thì vẫn phải chờ MACD khung ngày nó cắt xuống nha, thì con này khung ngày nó cắt xuống thì nó mới đẹp và nó mới thuận lợi được cho anh chị vào hàng vào lệnh trong giai đoạn sắp tới. Cái con này vừa rồi thằng cũng có đánh quanh giá 21 rồi và lên 23 thì là có chốt lời rồi đó, đúng không? Thằng có chia sẻ anh chị để anh chị chốt lời rồi, nên là anh chị là có đầu tư với thằng thì chắc cũng biết là biết cổ phiếu này đúng không đó, nên chị đầu tư thì nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều đấy. Thì bây giờ cần những cái nhịp điều chỉnh trở lại, có thể là nó về lại quanh 22 đó, về lại về vùng này thì chúng ta canh, chúng ta quay vào lại chúng ta đầu tư lại cho cổ phiếu DRC trong giai đoạn sắp tới nó vẫn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn về RVR và BHR thì các cổ phiếu này cũng nên có một cái nhịp điều chỉnh đã, MACD nó phải cắt xuống đã thì anh chị mua vào thì nó sẽ mới hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Nên là chị nào có đầu tư vào những ngành cao su thì chỉ ưu tiên tập trung cho con DRC thôi. Còn đối với nhóm ngành chứng khoán thì nhìn chung nhịp này nó cần phải có nhịp điều chỉnh anh chị ha, vùng này thì cái vùng mua mới sẽ rất ít, anh chị nào có hàng thì có thể là lưu ý cầm hoặc là canh chốt dần là vừa ở tại những cái thời điểm này. Nên là anh chị nào có đầu tư thì nên cân nhắc. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán thì cá nhân Thành sẽ không ưu tiên mua mới ở thời điểm hiện tại. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ kể đến đó là nhóm ngành dầu khí. Thì trong video ngày hôm qua Thành cũng đã có đề cập cho anh chị về nhóm ngành dầu khí rồi đúng không ạ? Thành cũng có nói là đúng với cái nhóm ngành dầu á, và đặc biệt là các cổ phiếu chủ đạo như là BVC nè, BVD hoặc là BVS á, thì các cái cổ phiếu này nó sẽ có nhịp hồi khá là ổn. Mà cơ bản cũng chỉ là những cái nhịp hồi thôi. Đó thì anh chị thấy là hôm nay con BVC họ rất là tốt đúng không? Nhưng sau đó là chịu áp lực giảm lại, là con BVD cũng họ rất là tốt
nhưng sau đó vẫn chịu áp lực giảm, hoặc là BVS cũng tương tự như vậy, tăng rất tốt nhưng mà sau đó lại chịu áp lực giảm điểm trở lại. Thì đương nhiên mỗi cổ phiếu mỗi ngành nó sẽ khác nhau, thì mình nhìn thấy cái nhóm ngành bất động sản trước đây nó tăng rất là tốt, hoặc thậm chí đến hiện tại cái nhịp hồi của nó rất là tốt, nhưng mình không có đánh đồng cái việc đó, mình cho rằng là con đối với nhóm dầu khí thì nó sẽ hồi và nó sẽ tăng được tốt như vậy đó. Nên chỉ cần phải hình dung, mình cần phải lưu ý cái điều này để tránh mình bị cái tâm lý kỳ vọng quá cao, rồi đến khi nó không đạt được những cái kỳ vọng của các anh chị thì anh chị lại không có một cái hướng backup, tức là không có một cái hướng xử lý khi mà nó đi ngược kỳ vọng với mình, thì lúc đó sẽ rất là khó, từ lúc mình mua cho tới lúc mình gì mình bán thì cũng sẽ rất là khó để mình xử lý, đúng không ạ? Đó, thì anh chị nào có đầu tư thì mình có thể là lưu ý thêm, hoặc là nếu mà đã chọn mua rồi thì phải bắt buộc phải có phương án xử lý khi mà nó gặp những cái vấn đề, những cái tín hiệu đi ngược lại với cái kỳ vọng của mình, thì bắt buộc là mình phải xử lý và mình chờ cơ hội mới, mình tìm cái cơ hội mới trong giai đoạn sắp tới. À, thì dầu khí nó cũng có cổ phiếu là BVT, thì cái con này nhìn chung là nó gì ạ, nó thuộc tới thiên hướng và những ngành cảng biển nhiều hơn, có nghĩa là những ngành cảng biển chạy thì nó sẽ có động lực tăng nhiều hơn là với những ngành dầu khí, mặc dù là nó là về vận tải dầu khí. Chị lưu ý ha, thì đây là những cái mà chị có thể là cân nhắc và theo dõi thêm trong giai đoạn tới đối với cái nhóm ngành dầu khí. Tiếp theo là cái nhóm ngành đầu tư công. Đầu tư công là hôm qua Thành phân tích cho anh chị rất là kỹ rồi, các cái cổ phiếu kể cả sự việc trúng thầu của CTD hoặc là C4, CTD hoặc là VCG cũng tương tự như vậy, nếu mà một trong hai ông có trúng thầu hoặc là tin ra đi chắc nữa thì cái tác động của nó đối với các cổ phiếu đó hoặc là đối với giá cổ phiếu đó, nó sẽ không nhiều như anh chị kỳ vọng. Tin ra nó phải tăng 2-3 phiên trần nhưng mà cơ bản rất là khó anh chị ha. Tại vì sao? Tại vì trước đó nó tăng nhiều rồi, trước đó nó tăng đủ mạnh để nó phản ánh được cái tình trạng giá ở tại cái thời điểm đó rồi, thì ở cái thời điểm này cái việc của nó là gì ạ? Nó chỉ phản ánh một phần nhỏ để mà khi mình tin ra thôi, bất quá thì nó tăng một phiên trần thôi đó. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Và tính đến thời điểm này thì có nhiều tin đồn cho rằng là VCG đang trúng thầu cái dự án sông Mai Long Thành đó, thì cái điều này thì chúng ta cần phải lưu ý và cần phải theo dõi lại trong giai đoạn sắp tới để xem nó như thế nào ha. Đó, chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý và nắm bắt thêm những cái thông tin đó. Thì gần như là những cái thông tin thì nó sẽ đi trước anh chị đó, đi trước đó, thông tin là về tin đồn sẽ ra trước, rồi xong sau đó sẽ có tin đính chính hoặc là tin thật ra sau, đúng không ạ? Đấy, thì đó là cái những cái gì mà anh chị có thể là tham khảo được trong thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Rồi tiếp theo đó thì anh chị thấy là về cái nhóm ngành dệt may. Dệt may thì ở thời điểm tại Thành vẫn lưu ý TCM ha, cái con này xu hướng tăng nó vẫn đang lên khá là ổn ha, MACD nó đang có dấu hiệu là nó muốn cắt lên rồi. Thì với những tín hiệu này rất là phù hợp để anh chị có thể là mua và anh chị đầu tư, và đương nhiên chỉ là những nhịp lướt sóng ngắn hạn ở thời điểm hiện tại thôi, còn động thái mua mới, động thái mua mà nắm giữ cho trung dài hạn thì tại cái vùng giá này, tại cái điểm này gần như sẽ rất là khó để mà anh chị có một cái hiệu quả tốt nhất trong xuyên suốt quá trình đầu tư của mình đó. Anh chị nào có đầu tư vào những ngành dệt may thì cũng có thể là lưu ý TCM. Các cổ phiếu còn lại thì cần phải chờ có một cái nhịp điều chỉnh rồi mới quay trở lại với đầu tư được, mới hiệu quả được trong giai đoạn phía sau. Nên là chị nào có đầu tư dịch may thì cứ chú ý riêng con TCM cho Thành trong giai đoạn tiếp theo ha. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, thì cái nhóm ngành này trong giai đoạn vừa qua nó ít được chú ý, đúng không ạ? Và giá cổ phiếu nó cũng đang dần dần có những cái tín hiệu điều chỉnh rồi, thì đối với cái nhóm ngành này cá nhân Thành cũng không có khuyến khích mua mới, mà khuyến khích anh chị có thể là ưu tiên để mình có gì ạ, mình canh mình ra hàng, mình canh mình ra bớt hàng trong ở thời điểm hiện tại, hoặc là mình chốt lời, mình hiện thực hóa lợi nhuận đối với cái nhóm ngành này trong giai đoạn sắp tới, mình bảo vệ cái thành quả của mình nó sẽ tốt hơn so với việc là mình cứ canh mua mới đối với nhóm ngành này ở thời điểm hiện tại ha. Rồi tiếp theo là về cái nhóm ngành điện. Ngành điện thì hôm nay có con bao chạy rất là tốt, đúng không ạ? Con bao thì MACD ở khung ngày nó đang có dấu hiệu cắt lên rồi, thì ở đây nó báo hiệu cho chúng ta một cái nhịp hồi hoặc là một cái sóng hồi của bao trong giai đoạn sắp tới. Thì đây là những cái tín hiệu khởi đầu, nên là anh chị nào mà không ngại cái việc mà nó chạy khá là chậm trong giai đoạn vừa rồi á, thì mình hoàn toàn có thể là đầu tư vào được ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm đối với cổ phiếu bao ở thời điểm này trong những cái nhịp tăng điểm của nó. Thành vẫn tin là con bao sẽ có một cái nhịp tăng, một nhịp chạy trong giai đoạn sắp tới, nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là cân nhắc và theo dõi thêm ha. Và ngoài ra chúng ta sẽ thấy có một số cái cổ phiếu nhóm ngành điện cũng đã phục hồi tốt ở giai đoạn trước đó, như là BC1 nè, như là NT2 nè, đấy, hoặc là như là con GEG nè, những cái cổ phiếu này cũng đang phục hồi rất là tốt. Tuy nhiên thì như Thành nói đó, nó chỉ là những cái nhịp hồi và thôi, và không phải cổ phiếu nào cũng hồi, ngành nào cũng hồi được như ngành bất động sản ha. Nên là anh chị lưu ý đó, chúng ta đừng có kỳ vọng hết tất cả nhóm ngành sẽ hồi được như nhóm ngành bất động sản, thì lúc đó nó sẽ rất là khó cho cái quá trình đầu tư của mình. Rồi ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại đối với nhóm ngành lương thực đi. Thì đối với nhóm ngành lương thực ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy các cổ phiếu như là BASF hoặc là Dabaco này, những cái cổ phiếu này bắt đầu nó đang có những nhịp điều chỉnh rồi.
và nó đang vận động đúng cái kịch bản của chúng ta, là ở những cái nhịp này nó sẽ có những tín hiệu giao cắt xuống, và ở những vùng giao cắt xuống như thế này thì nó sẽ mở ra cái cơ hội để mà anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới đó. Thì đây là những cái thời điểm mình nên canh, mình theo dõi, mình vào lại trong những nhịp sắp tới ha, để mình đầu tư đối với các cổ phiếu này. Đương nhiên đầu tư ở những nhịp này và tại những cái thời điểm này nó chỉ là những cái nhịp lướt sóng của cổ phiếu theo thị trường mà thôi đó, chứ chúng ta cũng không có ưu tiên là mua để mà nắm giữ trung và dài hạn ở thời điểm hiện tại ha. Kể cả HAG cũng tương tự như thế, hôm nay tăng rất tốt nhưng mà cuối phiên là bị áp lực chốt lời, thì cái này điều này hoàn toàn bình thường đó, nó không một cái vấn đề gì quá lớn đối với cổ phiếu ở thời điểm hiện tại hết đó. Mà cơ bản thì nó vẫn đang hướng lên khá là ổn, nên là chúng ta nếu mà anh chị mua được giá tốt thì anh chị vẫn yên tâm, anh chị nắm giữ thôi, nó không vấn đề gì hết. Khi nào mà MACD vùng 1H á, mà nó cắt lên nữa thì xu hướng tăng nó sẽ được tiếp diễn trong những giai đoạn tiếp theo, nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý. Rồi, về nhóm gạo thì đối với các cổ phiếu này nó đã tăng khá mạnh trong giai đoạn trước đó rồi, nên là nó cần có những cái nhịp điều chỉnh, những cái đoạn điều chỉnh thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì anh chị cứ theo dõi cho thành cái khung 1H, thì nếu cái thằng khung 1H này mà nó bắt đầu nó có tín hiệu là nó cắt lên trở lại á, đây bây giờ nó đang cắt xuống nè. Đó, nó cắt xuống rồi nó có tín hiệu nó cắt lên trở lại á, thì nhịp cắt lên trở lại thì anh chị có thể là canh, anh chị đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Đó, anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý. TAR cũng tương tự như vậy, ở thời điểm hiện tại xu hướng nó đang lên rất là mạnh, nên là anh chị cứ theo dõi những cái nhịp cắt xuống của cổ phiếu đi, nó cắt xuống rồi nó lại cắt lên lại trong giai đoạn tiếp theo á, thì anh chị có thể là canh, anh chị đánh lướt sóng vẫn rất là ok. Đương nhiên đây là những nhịp để anh chị đánh lướt sóng thôi, còn về đánh trung và dài hạn thì cái điểm mua này nó không an toàn, nên là anh chị có đầu tư thì anh chị nên lưu ý kỹ cho thành những cái vấn đề này ha. Đó, tiếp theo là cổ phiếu STB, nó vẫn đang lên rất là tốt, thì bây giờ anh chị chỉ cần quay qua cái khung 1H á, nó chỉ cần cái nhịp này mà nó cắt lên thôi, thì anh chị sẽ rất là dễ để anh chị đánh trong giai đoạn sắp tới, đúng không ạ? Đối với con STB, hoặc là ai mà an toàn nữa thì chờ nó cắt lên cái đường cản chéo này luôn, đúng không ạ? Đấy, chờ nó cắt lên cái đường cản chéo này luôn để mình đánh trong giai đoạn tiếp theo. Đương nhiên là vẫn đánh ngắn hạn nha. Đó, anh chị nào có đầu tư thì lưu ý thêm giúp thành ha. Rồi, ok, thì đó là về nhóm ngành lương thực. Thì nhìn chung ba cái nhóm ngành chủ đạo là xuất khẩu, cảng xuất khẩu, lương thực và bán lẻ là ba nhóm ngành chủ đạo mà thành sẽ đầu tư tập trung nhiều ở trong quý 3, nên là anh chị nào có đầu tư và muốn tập trung vào một nhóm ngành nào đó thì có thể là lưu ý những cái nhóm ngành này. Đó, về xuất khẩu thì chúng ta cũng có thể là đề cập đến là phân bón, nhưng mà phân bón ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn nên chờ một cái tín hiệu giao cắt xuống của MACD, thì lúc đó anh chị quay trở lại anh chị đầu tư thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu mà nó không giao cắt xuống, nó cứ quanh quanh vùng này á, thì sẽ rất là khó để anh chị đầu tư, bởi vì nó ngay cái kháng cự phía trên đầu rồi. Đấy, mặc dù là DCM nó có tin tức là trả tỷ lệ chi trả cổ tức khá là cao trong giai đoạn sắp tới, đúng không? Nhưng mà nó vẫn không đủ để mà nó hấp dẫn để mà chúng ta đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, bởi vì cái mục đích của mình á là mình đánh theo nhịp theo sóng, mình kiếm lời trên thị trường, chứ mình không có mục đích là mình nhận cổ tức ở thời điểm hiện tại. Đó là chị nào có đầu tư thì mình lưu ý thêm, mặc dù cái cổ tức đó là bằng tiền hay là bằng cổ phiếu đi chăng nữa, anh chị nào có đầu tư thì cân nhắc ha. Rồi, tiếp theo con DBM cũng tương tự như vậy, cần phải có những nhịp chỉnh. Thì con DCM ở thời điểm hiện tại thành lại đánh giá cao và thành lại ưu tiên hơn, bởi vì nó có cái câu chuyện thì nó sẽ tăng được tốt hơn so với phần còn lại, so với con DBM. Tiếp theo đó là về cái nhóm ngành hóa chất. Thì đối với hóa chất ở thời điểm hiện tại thì anh chị thấy là cái con hóa chất con Đức Giang là phải nó đang đi trước hai con phân bón, đúng không ạ? Đó, anh chị thấy là cái giai đoạn trước của con Đức Giang nè, bắt đầu tới cái vùng này thì bắt đầu nó chỉnh lại, đúng không? Rồi sau đó nó bắt đầu điều chỉnh nhẹ, rồi sau đó gì ạ? Nó lại cắt lên, nó lại hướng lên tiếp. Đó, thì đối với ở thời điểm này thì chúng ta cũng đang chờ con phân bón tương tự như vậy á, nó có những cái nhịp điều chỉnh, nó có những cái nhịp rơi á, thì lúc đó chúng ta lại quay trở lại để mà chúng ta đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. Đối với nhóm ngành phân bón vẫn rất là ok ở thời điểm hiện tại ha. Anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm. Rồi, tiếp theo đó là cái nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép thì như Thành đã có chia sẻ với anh chị trước đó rồi, thì các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành này bắt buộc nó phải có những cái nhịp điều chỉnh thì nó mới lên tiếp được trong giai đoạn sắp tới. Ví dụ như con Hòa Phát đi, ở thời điểm hiện tại nó MACD nó đang cắt xuống rồi, thì chúng ta đang cần kỳ vọng một cái nhịp điều chỉnh cho nó trong giai đoạn tới để mà chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư. Còn với Hoa Sen hoặc là Nam Kim là những con mà nó chạy trước rồi, có nghĩa là MACD nó đã cắt xuống trước rồi và hiện tại nó đang tạo tín hiệu phân kỳ âm rồi, nên là nếu mà có mua mới nhịp này á, thì cá nhân Thành thấy sẽ rất là khó. Thì ai có hàng thì ưu tiên nắm giữ thôi, và khi nào mà gì MACD mà nó cắt xuống á, thì lúc đó chúng ta canh chúng ta ra hàng, hoặc là giá nó thủng cái MA10 á, thì lúc đó canh ra hàng trong giai đoạn sắp tới nó sẽ tốt hơn và sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều ha. Nên là anh chị nào có đầu tư thì nên lưu ý vào những cái yếu tố này. Ở tiếp theo đó là cái nhóm ngành thủy sản đi. Thủy sản thì ở ngày hôm nay thì con ANV bắt đầu nó đã cắt xuống rồi anh chị nhé. Đó, anh chị nào có đầu tư thì lưu ý con này. Con này nhiều khả năng nó chỉnh về tầm 36 á, 36 thì nghĩa là 35, 36 là bắt đầu nó bật lên trở lại rồi. Nên là anh chị nào có đầu tư á thì mình có thể là lưu ý lại cái cổ phiếu này trong giai đoạn sắp tới. Mình canh mình mua vào, tại vì con này nó chỉnh trước thì nhiều khả năng nó sẽ lên trước so với phần còn lại. Thì anh chị thấy đúng không ạ? Như con VHC nè đang sắp cắt xuống trong giai đoạn sắp tới nè.
hoặc là con IDI, đó, thì IDI cũng đang muốn cắt xuống trong giai đoạn tới đó. Thì chúng ta những con này sẽ là những con chạy sau, con ANV sẽ là những con đi trước. Nên là anh chị nào muốn đầu tư một cái cổ phiếu thủy sản mà nó khỏe trong giai đoạn tới thì có thể là chọn ANV trước, rồi xong sau đó lan tỏa sang VHC, lan tỏa sang IDI thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Nên nếu mà anh chị lan tỏa tốt và lan tỏa kịp, và Thành nghĩ là với cái mức độ là 2T cộng 2.5 như ở thời điểm hiện tại á, thì chắc chắn anh chị sẽ lan tỏa được kịp trong những cái việc cơ cấu hoặc là việc chuyển đổi danh mục của mình, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi ha. Thêm vào đó thì cái nhóm ngành vật liệu xây dựng, thì hôm qua Thành nói về đầu tư công á, Thành cũng có chia sẻ rất là kỹ về vật liệu xây dựng rồi. Thì những cái con vật liệu xây dựng á, nó sẽ đi sâu, nó chưa thể nào lên ngay được ở thời điểm hiện tại đâu, thì anh chị cũng thấy rồi đúng không ạ. Nhưng mà ACD thì nó cũng đang cắt xuống rồi, có HT1 tương tự như vậy, MACD đang cắt xuống và cho tín hiệu rơi ở thời điểm hiện tại rồi. KSB cũng bắt đầu cắt xuống rồi. Thì những cái con này bắt đầu nó cắt xuống thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trong giai đoạn sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư thì chú ý là những cái nhịp điều chỉnh này để mà chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư cho giai đoạn tới nó sẽ được tốt và nó sẽ được hiệu quả hơn. Thì đó là về những ngành xây dựng. Còn BLC thì nó đang rơi, nó đang rơi rồi. Nhưng BLC như thế này thì khả năng nó còn sẽ rơi nữa trong những phiên giao dịch sắp tới. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý thêm giúp Thành ha. Rồi, ok, đó là Thành chia sẻ tổng quan về những cái nhóm ngành để mà anh chị đầu tư ở trong giai đoạn sắp tới. Anh chị nào muốn đầu tư tập trung thì nên lưu ý ba nhóm ngành chính, đó là xuất khẩu, bán lẻ và lương thực. Còn nếu mà anh chị nào mà lưu ý những cái nhóm ngành khác, nếu mà xét về ngân hàng thì chúng ta sẽ có Techcom, đúng không ạ? Xét về ngân hàng thì chúng ta sẽ có Techcom, sẽ có MSB. Còn xét về bất động sản thì Thành nghĩ là còn mỗi cổ phiếu Novaland, thì cổ phiếu này hôm qua Thành đã có chia sẻ cho anh chị rồi. Và nếu mà anh chị không ngại những cái vấn đề của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại thì anh chị hoàn toàn có thể là đầu tư lướt sóng được trong giai đoạn sắp tới. Còn những cái nhóm cổ phiếu dầu khí như là BVD, BVS hoặc là BVC thì đó là những cái cổ phiếu mà nó sẽ có nhịp hồi. Đương nhiên ở đây vẫn dừng lại là ở nhịp hồi mà thôi. Còn nhóm điện thì chúng ta sẽ có con Pao, đúng không ạ? Pao ở thời điểm hiện tại để mà anh chị có thể là đầu tư trong giai đoạn sắp tới, nó sẽ vẫn sẽ có một cái biên lợi nhuận khá là tốt cho anh chị trong xuyên suốt quá trình đầu tư của mình. Rồi, thì đó là những cái chia sẻ của Thành, hy vọng là nó sẽ giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong những phiên giao dịch sắp tới. Nếu mà anh chị có quan tâm về cổ phiếu nào nữa thì cứ bình luận phía bên dưới, Thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi của video. Nếu anh chị thấy nội dung video hay thì có thể là đăng ký kênh hoặc là like video ủng hộ cho Thành nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị, chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi nhé.